Chào mừng mọi người đã quay trở lại với tàu nhanh công nghệ số thứ 23 của Hà Nội Computer. Chào đón tháng 3 này, chúng ta có rất nhiều những cái sự kiện ra mắt các sản phẩm về công nghệ lớn trong năm như là Intel Core i thế hệ thứ 11 hay là RX 6000 của AMD. Và trong bản tin ngày hôm nay thì mình sẽ mang tới cho các bạn những cái thông tin hot gì về công nghệ. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng điểm qua phần highlight nhé. 1. NVIDIA vẫn bỏ túi thêm 5 tỷ đô quý 4 năm 2020. 2. NVIDIA hỗ trợ Resilable 3 giống như AMD Sam. 3. AMD sẽ cho ra mắt RX 6000 vào ngày 3 tháng 3 tới đây. NVIDIA vừa mới công bố về báo cáo tài chính quý 4 năm 2020 của họ vào năm tài khoá 2021 và tính tới thời điểm tháng 1 năm 2021 thì doanh số của họ tăng tới là 4 tỷ đô và con số này sẽ còn tăng tới là 5,3 tỷ đô cho tới quý tiếp theo. Mặc dù thì game thủ chúng ta vẫn không có card để sử dụng và các bạn cũng đã biết cái thông tin này từ rất nhiều lần về trước mình có nói rồi. Hơn nữa hay có thể nói một cách khác thì là các bác nông dân cấy cuốc coi thì đã mua sạch cả rồi. Nhưng mà NVIDIA thì vẫn cứ ra giả cái bài ca muôn thuở của họ là vì game thủ, tất cả là vì game thủ. Cơ mà mặt khác thì họ vẫn tăng trưởng một cách chóng mặt phải không nào? NVIDIA cho biết lý do chính của sự tăng trưởng mạnh mẽ nhưng cạt vẫn không thấy đâu là do cầu quá lớn, còn năng lực sản xuất của họ thì vẫn không bị quá tải. Tức là NVIDIA vẫn đang sản xuất số lượng GPU đúng như dự kiến của họ, nhưng mà do nhu cầu quá kinh khủng từ đào coi nên là dẫn tới tình trạng như hiện tại. Nếu như các bạn chưa biết thì giá Bitcoin đã tăng sốc vào thời điểm gần đây, cùng với việc thế hệ RTX 30 với những cải tiến đủ để mang lại lợi nhuận khi mà đào coi ở số lượng lớn. Thế nên là các bác nông dân vẫn cặm cụi thu gom card màn hình với giá cao hơn nhiều so với giá đề xuất của NVIDIA. Ngoài ra thì một vấn đề nữa nhưng mà chủ yếu là xảy ra ở nước ngoài, đó chính là những con bot tự mua card trên các website bán lẻ để bán lại cho người dùng với giá cao hơn. Thông tin tiếp theo thì vẫn là về NVIDIA. Họ đã chính thức công bố hỗ trợ Resilable 3 hay còn gọi cách khác đó chính là AMD SAM dành cho cả màn hình của NVIDIA cũng như là CPU Intel và CPU AMD. Cái tính năng này thì sẽ hỗ giúp cho việc kết nối card và PC một cách nhanh hơn, tốt hơn cũng như là hiệu năng trong game thì sẽ cải thiện hơn rất là nhiều. Và trước hết thì sẽ hỗ trợ dành cho những dòng card RTX 3060 trước, sau đó thì những cả dòng card còn lại thì chúng ta sẽ cập nhật dần vào đến hết cuối tháng 3 năm nay. Tính năng Resilable 3 sẽ hỗ trợ cho cả laptop và desktop. Với laptop thì các bạn sẽ phải tìm hiểu xem hãng đã có hỗ trợ hay chưa. Còn với desktop thì các bạn sẽ cần một con card hỗ trợ, CPU hỗ trợ và mainboard cũng hỗ trợ nữa. Đầu tiên thì với card màn hình, tất cả 3060 sẽ hỗ trợ tính năng này. Còn những mã khác như mà mình đã nói ở trên thì sẽ hỗ trợ vào cuối tháng 3 tới đây. Còn CPU và mainboard với Intel sẽ là từ Core i thế hệ thứ 10 trở lên, sử dụng với các chipset đầu 4. AMD thì sẽ hỗ trợ từ mainboard series 400 và 500 cùng với CPU Ryzen 5000. Nhưng với tất cả các mainboard Intel Series 4 hay là AMD Series 4-5 thì đều phải hỗ trợ BIOS update từ hãng để bổ sung tính năng này. Và chúng mình thì sẽ có bài review tổng quan về Resilable 3, các bạn nhớ đón xem nhé. Và thông tin cuối cùng trong bản tin ngày hôm nay đó chính là việc ra mắt chiếc card màn hình mới nhất đến từ nhà AMD có tên gọi là RX 6000 gì gì đó, được ra mắt vào ngày 3 tháng 3 tới đây. Thực chất nói là 6000 gì gì đó thôi nhưng mà chắc chắn là ai chúng ta cũng sẽ biết đó là chiếc RX 6700 và 6700 XT đã được leak thông tin rất rất nhiều rồi phải không nào? 6700 XT thì có lẽ sẽ có 40 CU, 2560 nhân và bộ nhớ là 12GB 192bit GDDR6, sẽ để đối chọi trực tiếp với 8GB 256bit GDDR6 của 3060Ti. Nghe nói thì 6700 XT sẽ chỉ có giá là 250 USD thôi, thấp hơn rất nhiều so với giá 400 của 3060Ti. Còn 6700 thì sẽ vẫn giữ nguyên là 12GB 192bit GDDR6, nhưng sẽ bị cắt giảm chỉ còn 36 CU và 2304 nhân, với mục đích chính là solo với 3060 vừa ra mắt gần đây của NVIDIA. Tổng nhanh công nghệ số thứ 23 đến đây là kết thúc rồi. Tuần sau sẽ có những thông tin hot hit gì thì chúng mình sẽ gửi tới cho các bạn vào tổng nhanh công nghệ số thứ 24 được phát sóng vào 9:30 sáng chủ nhật. Các bạn hãy nhớ đón xem nhé. Còn bây giờ thì Nami xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye!